Trên thế giới, ông Biden mở đường cho hàng trăm nghìn người nhập cư trái phép nhập tịch Mỹ. Quân đội Israel duyệt kế hoạch tấn công ở Liban. Ấn Độ, cầu mới xây bị sập trong khi chờ khánh thành. Số ca nhiễm vi khuẩn ăn thịt người ở Nhật Bản tăng đột biến. Tổng thống Putin thăm Triều Tiên sau 24 năm. Tại Việt Nam, Tổng thống Nga Putin đến Việt Nam. Có nên chi 50 triệu đồng mua một tin về tham nhũng? Luật đất đai năm 2024 sẽ đổi sổ đỏ ghi sai vị trí đất từ 2025. Hơn 50% bài toán lớp 10 ở Sài Gòn dưới trung bình. Thông tin vụ nữ du khách lao ra đường ray chụp ảnh khi tàu hỏa đang đến. Chào mừng quý vị đến với chương trình Trưa Nay ngày 19 tháng 6 trên kênh Khỏe Tự Nhiên. Chúc quý vị buổi trưa an lành. Và sau đây sẽ là sự kiện nổi bật trên thế giới. Mở đầu là thông tin, ông Biden mở đường cho hàng trăm nghìn người nhập cư trái phép nhập tịch Mỹ. Hôm 18 tháng 6, Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố các biện pháp bảo vệ mới dành cho hàng trăm nghìn người nhập cư sống bất hợp pháp ở Mỹ trong nhiều năm nhưng đã kết hôn với công dân nước này. Chương trình này sẽ dành cho khoảng 500.000 người đã sống ở Mỹ ít nhất 10 năm. Tính đến ngày 17 tháng 6, khoảng 50.000 trẻ em dưới 21 tuổi có cha hoặc mẹ là công dân Hoa Kỳ cũng sẽ đủ điều kiện. Cụ thể, giới chức Mỹ sẽ cho phép vợ chồng và con cái nộp đơn xin thường trú mà không cần rời khỏi Hoa Kỳ, loại bỏ quy trình kéo dài và sự chia ly gia đình. Nếu họ được cấp thẻ xanh, cuối cùng họ có thể nộp đơn xin quốc tịch Hoa Kỳ. Việc thực thi sẽ bắt đầu trong những tháng tới. Đa số những người hưởng lợi là người Mexico. Trước đó, hồi đầu tháng này, ông Biden cấm hầu hết di dân qua biên giới Mỹ-Mexico xin tị nạn, một chính sách phản ánh lệnh cấm tị nạn tương tự thời ông Trump, và thu hút sự chỉ trích từ những người ủng hộ di dân và một số đảng viên Đảng Dân Chủ. Về phần mình, chiến dịch tranh cử của ông Trump gọi chương trình mới của ông Biden là lệnh ân xá sẽ tạo ra một lời mời khác cho việc nhập cư bất hợp pháp. Cuộc thăm dò của Reuters Ipsos cho thấy hơn một nửa số cử tri Mỹ ủng hộ việc trục xuất tất cả hoặc là hầu hết người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ. Quân đội Israel duyệt kế hoạch tấn công ở Liban. Hôm 18 tháng 6, lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết họ đã phê duyệt các kế hoạch cho một cuộc tấn công ở Liban trong bối cảnh căng thẳng giữa Israel và nhóm Hezbollah có thể leo thang thành một cuộc chiến. Thông cáo có đoạn, qua đánh giá tình hình, các kế hoạch hoạt động cho một cuộc tấn công ở Lebanon đã được phê duyệt và xác nhận, đồng thời các quyết định đã được đưa ra về việc tiếp tục nâng cao mức độ sẵn sàng của quân đội trên thực địa. Cùng ngày, Ngoại trưởng Israel nhấn mạnh Hezbollah sẽ bị hủy diệt nếu chiến tranh nổ ra. Ông đồng thời cảnh báo theo Aviv sẽ tiến rất gần đến ngưỡng thay đổi luật chơi trong đối đầu với Hezbollah lẫn Liban. Tại Ấn Độ, cây cầu mới xây bị sập khi chờ khánh thành. Cũng trong ngày 18 tháng 6, cây cầu mới xây bắc qua sông Bagra thuộc đông bắc Ấn Độ đã bị sập. Đoạn video quay cảnh cầu sập đã được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Một sĩ quan cảnh sát địa phương cho biết cây cầu do chính quyền bang xây dựng vẫn chưa được thông xe do đang chờ xây dựng đường tiếp cận. Nghị sĩ khu vực cho hay cây cầu đã bị sập do sơ suất của chủ công ty xây dựng. Chúng tôi yêu cầu chính quyền tiến hành một cuộc điều tra. Hình ảnh trong các video cho thấy phần cầu bị sập chủ yếu nằm trên sông Bagra đã bị nước cuốn trôi chỉ trong vài giây. Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn tới vụ sập cầu. Trước đó vào tháng 3, một cây cầu đang được xây dựng bắc qua sông Kosi cũng bị sập, khiến một người thiệt mạng và 10 người bị thương. Số ca nhiễm virus ăn thịt người ở Nhật Bản tăng đột biến. Ngày 18 tháng 6, Nhật Bản cho biết số ca mắc hội chứng sốc nhiễm độc do liên cầu khuẩn STSS, còn gọi là vi khuẩn ăn thịt người, đã vượt qua 1.000 ca chỉ trong 6 tháng đầu năm 2024. Hãng thông tấn Bloomberg đăng tin, một căn bệnh do loại vi khuẩn ăn thịt người hiếm gặp có thể giết chết người bệnh trong vòng 48 giờ đang lây lan ở Nhật Bản. Theo dữ liệu của Viện Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia Nhật Bản, số ca mắc STSS tính từ đầu năm tới ngày 9 tháng 6 tăng đáng kể so với những năm trước đây. Các triệu chứng ban đầu thường bao gồm đau họng, sốt, chán ăn, tiêu chảy, nôn mửa và các vấn đề về đường tiêu hóa khác. Ngoài ra còn có các triệu chứng nhiễm trùng như huyết áp thấp. Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh có thể dẫn đến tổn thương mô mềm, gây hoại tử chân tay, suy hô hấp, suy thận, suy đa tạng với tỷ lệ tử vong trên 30%. Theo báo cáo, thủ đô Tokyo có số ca bệnh cao nhất. Các chuyên gia y tế kêu gọi những người có triệu chứng nghiêm trọng cần chữa trị ngay lập tức, tránh để bệnh chuyển nặng, đe dọa đến tính mạng. Tổng thống Putin thăm Triều Tiên sau 24 năm.
Theo hãng tin TASS, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đặt chân đến Triều Tiên vào lúc 3 giờ sáng ngày 19 tháng 6 theo giờ địa phương, đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của ông tới nước này sau 24 năm. Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trực tiếp đón ông Putin tại sân bay, hai nhà lãnh đạo sau đó cùng di chuyển đến cung Kumsusan. Theo hãng tin Interfax, chuyến thăm theo lời mời của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhấn mạnh mối quan hệ ngày càng được củng cố giữa Moscow và Bình Nhưỡng. Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai nước dự kiến ký một hiệp ước đối tác chiến lược toàn diện, trong đó có hợp tác an ninh. Tiếp theo mời quý vị chuyển qua phần tin tại Việt Nam. Sau chuyến thăm Triều Tiên, Tổng thống Nga Putin đến Việt Nam. Theo thông cáo trước đó của Bộ Ngoại giao ngày 19 tháng 6, chuyên cơ sẽ đưa ông Putin đến Hà Nội thực hiện chuyến thăm Việt Nam trong 2 ngày. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước thứ 2 của ông Putin đến Việt Nam và là chuyến thăm lần thứ 5 của ông trên cương vị một nguyên thủ quốc gia. Theo kế hoạch, lễ đón chính thức diễn ra trong ngày 20 tháng 6 tại Phủ Chủ tịch và sau đó là một loạt các cuộc gặp gỡ với các nhà lãnh đạo Việt Nam. Đi cùng Tổng thống Putin trong chuyến thăm lần này có nhiều quan chức trong chính quyền trung ương, địa phương và nhiều doanh nghiệp Nga. Lãnh đạo hai nước sẽ thảo luận các lĩnh vực hợp tác từ kinh tế, thương mại, quốc phòng an ninh, năng lượng, khoa học công nghệ đến giáo dục, văn hóa, ngoại giao nhân dân. Dự kiến trong chuyến thăm sẽ có một số văn kiện và thỏa thuận mới được ký kết. Có nên chi 50 triệu đồng mua một tin về tham nhũng? Tại dự thảo thông tư về quản lý sử dụng kinh phí cho hoạt động của Ban chỉ đạo ứng phó tham nhũng đang được lấy ý kiến, Bộ Tài chính đề xuất mức chi cụ thể khi mua một tin về tham nhũng tối đa là 50 triệu đồng. Thông tin này bao gồm những tin phản ánh, tố cáo các hành vi tham nhũng có thể bằng lời, văn bản, ghi âm hoặc các hình thức khác, nhưng bảo đảm độ xác thực và có đủ chứng cứ để kiểm tra. Theo dự thảo, Phó trưởng ban sẽ quyết mức chi cụ thể dựa vào nội dung, tính chất của tin được cung cấp. Tuy nhiên thì mức này không vượt 50 triệu đồng cho một tin. Việc quản lý sử dụng chi phí mua tin theo chế độ bảo mật. Đây không phải lần đầu tiên nội dung này được đề xuất. Ở lần này, đa số các ý kiến đều cho rằng không cần phải mua, chỉ cần có một trang web, một hộp thư tiếp nhận thông tin tham nhũng thì người dân sẽ gửi tin ngay. Còn 50 triệu đồng, ai dám lộ mặt ra báo tin để nhận 50 triệu? Sau đó chuyện gì sẽ xảy ra? Và có cách gì bảo mật được thông tin người tố cáo hay không? Còn theo quý vị có suy nghĩ như thế nào về đề xuất này? Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của quý vị bên dưới phần bình luận quý vị nhé! Liên quan đến cách xử lý những sổ đỏ ghi sai vị trí thửa đất, Luật Đất đai năm 2024 quy định, từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, những sổ đỏ thuộc dạng này sẽ được kiểm tra, sau đó cơ quan nhà nước sẽ cấp đổi sổ mới. Đây là điểm mới so với Luật Đất đai năm 2013. Theo cơ quan soạn thảo, việc ghi sai vị trí thực tế của thửa đất xảy ra trong thời kỳ đo đạc thủ công trước đây hoặc là in sai khi cấp sổ, số lượng này không nhiều. Luật Đất đai năm 2024 cũng quy định thửa đất có diện tích chênh lệch giữa số liệu đo thực tế với sổ đỏ đã cấp mà ranh giới không thay đổi, không có tranh chấp thì khi cấp hoặc là đổi mới sổ đỏ sẽ tính theo số liệu thực tế. Trong trường hợp có thay đổi ranh giới và diện tích tăng thêm, phần diện tích này có thể được xem xét cấp sổ đỏ. Người dân muốn cấp sổ đỏ cần có đơn đề nghị cấp đổi theo mẫu và bản gốc sổ đỏ đã cấp. Nếu sổ đang thế chấp tại ngân hàng, chủ đất cần có bản sao công chứng hợp đồng thế chấp, hồ sơ nộp tại văn phòng đăng ký đất đai địa phương. Một thông tin liên quan đến giáo dục. Theo thống kê ban đầu về điểm thi môn toán lớp 10 năm nay, trong khoảng 98.600 thí sinh dự thi, Sài Gòn có khoảng 56% bài thi có điểm dưới trung bình, từ 0 đến dưới 5 điểm. Trong khi đó, ở kỳ thi năm ngoái, tỷ lệ này là 46%. Với mức điểm từ 5 trở lên, kỳ thi lớp 10 năm nay thành phố có khoảng 43% bài, trong đó có tới hơn 7.000 thí sinh đạt mức 5 điểm. Trước đó, hôm ngày 7 tháng 6, sau khi kết thúc bài thi môn toán, nhiều thí sinh bật khóc vì cho rằng đề khó và dài. Đề thi này cũng nhận được nhiều ý kiến trái chiều, trong khi nhiều người cho rằng đây là đề thi hay. Có tính thực tiễn cao thì ông Nguyễn Khắc Minh, nhà giáo có gần 30 năm dẫn dắt học sinh dự thi Olympic toán quốc tế nói rằng nếu gặp đề thi này, tôi cũng khóc. Hiện đề thi môn toán của Sài Gòn vẫn nhận được bản luận sôi nổi từ phía cộng đồng. Hôm nay ngày 19 tháng 6, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố điểm thi lớp 10 năm 2024 sớm hơn dự kiến một ngày. Liên quan đến vụ nữ du khách lao ra đường ray ở phố cà phê đường tàu để tạo dáng chụp ảnh khi tàu hỏa tới, tối qua ngày 18 tháng 6, lãnh đạo quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết hành động trên là nguy hiểm, ảnh hưởng an toàn của người dân, ảnh hưởng việc an toàn giao thông đường sắt. Lực lượng chức năng phường Hàng Bông đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ quán cà phê ở số 5 Trần Phú, phường Hàng Bông. Do không có đăng ký kinh doanh, chủ quán có thể bị phạt 7,5 triệu đồng.
Theo quận Hoàn Kiếm, người phụ nữ trong đoạn clip là khách của quán cà phê này. Chủ quán cũng là người kéo cô gái ra khỏi đường dây khi tàu hỏa đến. Trước đó, sáng ngày 18 tháng 6, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip cô gái lao ra đường dây tại phố cà phê đường tàu để tạo dáng chụp ảnh trong khi tàu hỏa đang đào tới. Tàu liên tục kéo còi thông báo. Trước hành động của du khách thì một người đàn ông vội vàng lao đến kịp thời kéo cô gái vào bên trong. Và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình trưa nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Kính chúc quý vị có một buổi trưa vui vẻ. Trần Tiến xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.